Vui hội trăng rằm cùng công ty Âu Lạc Yến. Không khí Trung thu đang dần chớm nở trên khắp mọi nẻo đường. Trung thu là Tết của tình thân, là cơ hội để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm với tổ ấm của mình. Ngày mà con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ cùng những chiếc đèn lồng, đèn ông sao để đi rước đèn vui vẻ. Trung thu trăng rằm tháng 8 được gọi là Tết đoàn viên, bởi theo thông lệ từ xa xưa, đây là ngày ánh trăng chiếu sáng khắp mọi nhà. Đây cũng là dịp Âu Lạc Yến gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành tới quý khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng chúng tôi. Âu Lạc Yến, chuyên yến xào và đông trùng hạ thảo, liên hệ hotline 0981 881 118, website olayen.com hoặc tới trực tiếp địa chỉ 226 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng và 25 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng để đặt hàng và được tư vấn tận tình, cụ thể. Gia Yến vì sức khỏe vàng của bạn, xin kính chúc quý khách hàng và gia đình Trung thu đoàn viên và hạnh phúc!